Alo, hủ tiếu có bao nhiêu đấy? Dạ chị ơi, cho em order một cái hủ tiếu mì khô to go nha. Dạ đúng rồi, một tô hủ tiếu mì thưa cô ha. Dạ khoảng bao lâu có chị? 15 phút được không anh? Dạ ok, thank you. Dạ, quay, xin lỗi, tên anh tên gì vậy? Dạ tên hả? David Beckham. Ok rồi, một tô hủ tiếu mì thưa cô cho David Beckham. Dạ. Thank you. Dạ vâng, rồi, chào anh à. ạ. Dạ. David Beckham. I am David Beckham. Anyway, hôm nay Eric có muốn muốn thưởng thức hủ tiếu Cuba. Thì hủ tiếu Cuba nó cũng gần đây thôi, gần studio của Eric đây. Nhưng hôm nay thèm hủ tiếu. Hủ tiếu mì khô. Ok, để coi hủ tiếu mì đây có ngon hay là không nha. Ok, thôi David Beckham đi pick up đồ ăn nha. Ok, rồi, bye bye. See you, come back, I'll be back. Hôm nay mình Eric đang trên đường để đi tới quán hủ tiếu Cuba để pick up hủ tiếu mì khô. Thì đại khái nói chung là mỗi người thì có một cái cách ăn uống riêng của họ. Thì Eric thì Eric theo ăn cái kiểu của Eric thôi, không có phải theo một cái luật lệ gì hết á. Eric ăn theo kiểu của Eric thôi. Những cái video này thì Eric làm riêng cho YouTube channel của Eric thì cho nó vui. Eric không có cái này, mình ăn cho vui thôi, chứ cái này mình vẫn phải trả tiền đàng hoàng, mình mua mà. Với lại không có đáng là bao nhiêu hết, có mấy đồng bạc hả? Mình đang trên đường Westminster and Euclid. Thì nói chung ở gần studio của Eric ấy, nhiều restaurant lắm, nhiều quán ăn lắm. Thì mỗi ngày mà mình thích ăn cái gì thì mình order, mình chạy tới mình pick up thì nó cũng gần lắm, không có xa. À, sắp tới rồi, khoảng 5 phút là tới của tới nhà hàng hủ tiếu Cuba ha. Đó, hủ tiếu Cuba restaurant bên tay trái của Eric right here. Mình turning left right now. Tới rồi, ok. Mang tên là hủ tiếu Cuba. Vô coi Cuba có đẹp hay không. Ok, here come David Beckham. Yes. Rồi, nè, hủ tiếu cô ba. Ok, vô đó không thấy cô ba đâu hết, thấy chồng cô ba không à. Yeah, ok. Giờ mình trở lại studio nha các bạn. Ok, lúc nào cũng phải đeo khẩu trang hết á, để phòng ngừa cho các người bạn chung quanh. Ôi dạ. Mình cũng không biết tại sao người ta đặt tên là hủ tiếu Cuba. Cái nào mình phải Google coi ha, cái lịch sử mình phải Google coi để coi là tại sao lại là Cuba. Cuba bắt nguồn từ đâu ha. Cũng như mấy lần trước mình tới rồi. Ok, vô quay nha, vô ăn nha, đói rồi bà con cô bác ơi. Eric hôm nay trở lại với phần gọi là hủ tiếu mì khô của quán Cuba. Thì đây là những cái simple lunch của Eric thôi. Hủ tiếu mì này là 11 đồng rưỡi cho những cái cho phần hủ tiếu này.
Ok, mà mình mở ra mình coi có gì trong đây nha. Trong đây là có nước 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 sauce của hủ tiếu mì nè. Và đây là có tôm, hành, thịt. Ôi chu chà. Ngon quá, tươi tươi quá. Trứng. Và đây có miếng thịt nữa nha. Pack rất là gọn gàng, sạch sẽ. Và đây là phần nước lèo. Cũng còn nóng lắm. Đây là gói gắn lại cũng rất là kỹ tại vì trên xe sợ bị đổ đó. Trên đây là một bịch rau. Nè các bạn ơi, tươi quá, ngon quá, ngon lành quá. Trong đây có giá nè. Và giá tương ớt, tương tỏi, chanh có đầy đủ đây ha nha. Ok. 11 đồng rưỡi. Thì giá nó cũng đâu đó thôi, 11, 12, 13, 14 nhiều nhiều chỗ ấy thì nhiều chỗ sang hơn thì nó mắc hơn thì là khoảng 15 đồng. 11 đồng rưỡi cho một bữa ăn trưa thì cũng nó bé. Ok. Coi trong đi. Mình coi trong đây có gì ha, để mình bới lên coi ha. Là tôm nè các bạn. Wow. Tôm nè. Một con tôm. Hai con tôm. Trứng. Mình lấy cái nước sốt này ra đi ha. Bỏ đây đi. Cái này gì đây? Giống như chả cá gì. Rồi hai trái trứng nha. Ăn cho nó cân bằng chút xíu. Nó chơi rồi nha các bạn, đừng có giận. Ready juicy, sạch sẽ và ngon quá. Very juicy, look at tôm, thịt. Tươi quá hả? Yeah. Ok. Giờ mình tươi quá. Thịt mà. Hấp dẫn quá. Ăn miếng nha. Ngon quá. Miếng rau ta. Rau gì đây liền. Mình hôm nay mình vô quán Cô Ba, mình thấy quán Cô Ba mình cũng muốn cũng chịu, chắc Cô Ba trong đây cũng đẹp đẹp lắm á. Thấy cái cách trang trí của nhà hàng Cô Ba vậy á thì mình thấy Cô Ba cũng mình nghĩ là Cô Ba gì đẹp, nghĩ thôi. Ok, mình cho rau vô rồi đây ha các bạn. Nè rau nè, tươi không, rất là tươi nè. Mì ăn được ạ, vừa không có mặn, đậm đà, ngon quá. Trứng nè, trứng nước trong rau Eric không có quen nói những cái food critic như vậy, như Eric không có quen nói, nhưng mà nhiều khi ngồi mà muốn muốn nói mà mình không có biết nói gì luôn, tại không có quen. Sorry nha, ăn thôi.
Mai mốt mình nếu có dịp á mình rủ mấy bạn gái vô đây ngồi ăn chung nè, nhé. Yeah. Tại vì có thể là những người đó họ có nhiều idea, nó có biết nhiều về những món ăn này hơn thì có thể họ giúp Eric nói thêm được nhiều. Chứ mình chỉ biết thấy gì nói vậy thôi. I'm a doer, not a talker. Just kidding. Coi còn gì nữa không nè. Chắc video này ngắn quá, chẳng có gì để nói, hay là mình không biết gì để mình nói. Có lại miếng này miếng gì đây? Chả cá. Chả cá chưa. David Beckham. Giờ mình nói tình bơ thôi là mình nói xin lỗi anh tới để lấy order cái gì. I am David Beckham. Ông này chắc nói ok anh David Beckham đây, đồ ăn của anh đây nè. Nhưng mà lúc mà mình order mình gọi cái giọng của cô mà bắt phun lên nó nhìn cũng nghe cũng rất là hấp dẫn. Cho rau vô đi. Dạ rồi. Các bạn có thấy gì lạ trên cái bàn ăn này không nè? Hôm nay nè. Đây á. Chuối nè, có thêm chuối nè. Cái là chuối để ăn chân miệng rất bổ. Ăn tiếp. Mình trộn lên ăn với rau này cũng ngon lắm. Hủ tiếu mì. Mình order hủ tiếu mì sao đưa toàn mình làm mì không vậy trời. Mà không sao cũng ngon lắm. Nhớ không? Mình order là hủ tiếu mì dai khô. Mà đưa mình có mì không ạ? Không sao. Mình một đồng rưỡi cho một phần như vậy. Worth it. Yeah. Eric ăn mì thì ăn ít lắm, nhưng mà rau cỏ thì Eric ăn nhiều. Vậy cho thêm chút xíu giá vô đi. Mì chắc không ăn hết đâu. Và nước súp nữa nè. Tỏi. Okay, ăn mấy miếng nữa mình kết thúc nha. Nước cũng còn nhiều đồ à. Ăn không hết đâu. Một phần này ăn một mình ăn không bao giờ hết, không tào hết luôn, còn nhiều quá trời nè. Ngon quá, nó bự lắm. Tôm được thì tới á, được thì tới, không biết mình lấy tên gì đây ha. Tìm một cầu thủ nổi tiếng nào đó. Cười một cầu thủ đất chưa ngồi quay đây, chứ có nhiều có mấy người bạn ngồi trên ngồi cũng tiễn cười không à, nói không có được, mất cỡ quá cái bà đi. Còn thịt nè.
Dạ, vẫn còn nhiều quá, ăn không hết nổi. Ăn trứng này chỗ này dưới ha. Nói chung á, mỗi người có một kiểu cách ăn uống khác nhau hết. Đối với Eric thì this is how I eat every day. I mean not every day, sometimes nhiều khi phải về nhà ăn. Nhưng mà phần nhiều là 90% là Eric ngồi đây ăn những bữa ăn to go như vậy. This is my second home. I'm here every day. Thôi thì tới mình ăn bánh xèo đi. Hả? Bánh xèo. Thì thôi hẹn các bà lại trong video kỳ tới nha. Bây giờ chứ ngồi không biết nói gì hết á. I'm not a food critic. Rồi nhưng mà ăn miếng chuối đi rồi. Thôi chuối. Thôi hẹn các bạn trong video kỳ tới nha. So có thể là bánh xèo hay bất cứ gì khác, có gì mới lạ Eric sẽ quay bỏ lên cho các bạn coi chơi cho vui. Với lại sẽ quay cảnh nhiều hơn kỳ tới cho các bạn ở phương xa coi. Có dịp về Cali thăm khu phố Busan nữa. Ok các bạn, xin chào, bye, peace.